Bạn ơi bạn, mình là bạn mới á, bạn có thể nào giới thiệu cho mình biết cái phòng 9A3 ở đâu được không? 9A3 hả? Bạn là học sinh mới à? Ừ đúng rồi đó. Mình cũng học 9A3 này, để mình dẫn bạn vào. Vậy thì may quá, mà bạn có thể nào giới thiệu thêm cho mình về trường được không? Giới thiệu về trường hả? Ok luôn. Và đây là trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm của chúng mình. Trường thuộc khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với diện tích là 14.737m2, chịu sự quản lý của Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng, trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng. Về các khu vực của trường, phía bên trái cổng vào là phòng bảo vệ và nhà để xe của giáo viên, ngay cạnh khu nhà A. Phía bên phải cổng vào là nơi để xe khách, gần ngay khu nhà E. Đi vào bên trong là nơi để xe dành cho học sinh và canteen trường. Trường gồm một tòa nhà chính lớn nhất với khu nhà A, khu nhà B, khu nhà C, khu nhà D và khu nhà E. Phía sau khu nhà B là khu nhà mới. Phía sau khu nhà D là khu nhà đa năng, nằm liền với phòng âm nhạc, ngay cạnh canteen trường. Trường mình gồm 35 phòng học, 2 phòng tin học, 2 phòng ngoại ngữ, 2 phòng thí nghiệm lý, 1 phòng thí nghiệm hóa, 2 phòng thí nghiệm sinh, 1 phòng thiết bị, 1 phòng âm nhạc, 1 phòng mỹ thuật. Thư viện trường đạt chuẩn, có 1 phòng dành cho giáo viên, 1 phòng dành cho học sinh và có 1 kho sách được trang bị cổng từ. Trường mình đã gắn bó với cái tên Nguyễn Bỉnh Khiêm được 17 năm rồi và ở khu nhà A, trường cũng có gắn bảng tiểu sử về ông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1941, mất năm 1585, quê ở làng Trung An, nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng. Tên húy là Văn Đạt, tự là Hành Phủ, hiệu là Bạch Vân Am Cư Sĩ, được các môn sinh tôn là Tiết Sang Phu Tử. Ông học rộng, đức trọng, tài cao, đi thi và đậu trạng nguyên dưới triều nhà Mạc. Sau một thời gian làm quan, ông về sống ở quê nhà mở trường dạy học. Lúc ông mất, vua nhà Mạc trung phong là Trình Quốc Công mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Ông còn là nhà dự báo chiến lược và là nhà thơ lớn. Thật ra, ngay từ ban đầu, trường mình không mang tên Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trường mình được thành lập năm 1966 với tên Trung học cơ sở Bán Công Định Thành. Đến ngày 14 tháng 2 năm 2005 thì được đổi tên thành Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm cho đến nay. Cho đến thời điểm hiện tại, trường mình đã có 5 giáo viên làm hiệu trưởng nhà trường. Từ năm 1996 đến năm 2000, cô Nguyễn Thị Thu. Từ năm 2001 đến năm 2013, thầy Nguyễn Văn Khôi. Từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2017, cô Phạm Thị Tâm. Từ tháng 10 năm 2017 đến nay, cô Nguyễn Thị Thu Sương. Và ban giám hiệu nhà trường hiện tại, ngoài cô Nguyễn Thị Thu Sương là hiệu trưởng nhà trường, còn có cô Đào Thị Thanh Tuyền và thầy Nguyễn Tấn Trí là phó hiệu trưởng nhà trường. Ngoài ra, tổng phụ trách đội của trường là cô Du Thị Nghị. Và trường gồm có 94 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, trong đó 72 người là nữ. Từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, tập thể trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có vô số những thành tích nổi bật và đáng tự hào. Tiêu biểu là vào năm 2011, trường được nhận bằng khen đơn vị đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2010-2011. Năm 2013, trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2018. Về thành tích cá nhân, giáo viên nhà trường cũng đạt được rất nhiều những thành tích nổi bật. Có nhiều giáo viên đạt giải giáo viên giỏi cấp trường, huyện, thi đua lao động tiên tiến được công nhận và được huyện khen. Bên cạnh giáo viên, học sinh nhà trường cũng đạt được rất nhiều những thành tích tiêu biểu và đáng tự hào. Về học lực giỏi, khá và xếp loại tốt nghiệp giỏi có xu hướng tăng dần qua các năm, hạnh kiểm tốt luôn luôn chiếm tỷ lệ phần trăm cao. Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường, huyện, tỉnh và quốc gia ở các bộ môn như toán, văn, anh, sử, tin. Để có được những thành tích đó là công lao vô cùng to lớn của nhà trường và các thầy cô. Mỗi ngày đến trường, chúng mình được học tập vui chơi một cách thoải mái và nghiêm túc. Chúng mình được tham gia các hoạt động của đoàn, đội. Được tham gia các hoạt động có ích cho bản thân. Được chơi các trò chơi do nhà trường tổ chức. Và được tham gia rất nhiều các hoạt động khác để thể hiện bản thân mình. Mình rất yêu ngôi trường của mình và mình mong là bạn sẽ có một trải nghiệm thật tốt tại ngôi trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm này nha.